Nè. Này này đón đi Hà Nội nha, tao làm bánh được. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hú Sang Vlog. Và hôm nay mình ra vườn để hái dừa nha các bạn. Nay có lái, thương lái vô thu mua dừa rồi. Giờ tụi mình ra vườn để coi người ta hái dừa. Mình sẽ làm video hái dừa vườn nhà cho các bạn xem nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sang nha. Nhớ hãy like, share và hãy ủng hộ kênh cho Sang bằng một đăng ký nha, kênh nha các bạn.
không không đứng dậy không đứng dậy ảo ảo gì làm này ảo không biết bơi này mới tự kêu anh nó lấy mấy cái bưởi kìa.
cầm lại như đây. Cầm lại như đây. Và video hái dừa của mình đã kết thúc. Một chuyến xe đã lên đường và còn dư lại đây. Ngày mai người ta chở tiếp. Thôi tạm biệt các bạn nha. Mình kết thúc video đây. Giờ mình sẽ trở vô nhà. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh Hữu Sang Vlog nha. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo video mới nhất của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau của Hữu Sang nha. Nhiều video nữa.